quý vị, Cao Bảo Anh hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành miễn dịch học Đại học Harvard, Mỹ. 10 năm gắn bó với chuyên ngành này, ít ai biết được để có thành công hiện tại, chàng trai người Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua biết bao khó khăn và nỗ lực học tập nơi xa xứ. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng đến với câu chuyện của Cao Bảo Anh và giấc mơ gắn bó với ngành miễn dịch học. Cuốn sách Hệ miễn dịch, kiệt tác của sự sống là kết quả sau 10 năm nỗ lực nghiên cứu của Cao Bảo Anh với chuyên ngành miễn dịch học. Không có những khái niệm xa lạ và hàn lâm, nhân vật chính là những tế bào trong hệ miễn dịch. Cuốn sách mới được xuất bản đã nhận được sự đánh giá cao của độc giả và giới chuyên môn. Bộ môn miễn dịch cũng là một bộ môn mà mình rất là yêu thích. Thế trong cái khoảng thời gian mà 2 tiếng mình đọc cuốn sách của Bảo Anh thì mình rất là bất ngờ. Vì thực sự là mình chưa bao giờ thấy một cái cuốn sách về y học nào mà nó lại dễ đọc đến như thế. Cái cuốn sách thì thực sự thì không dày, nó chỉ có khoảng độ 300 trang thôi và nó có rất là nhiều hình vẽ. Thế nhưng mà mình nghĩ là đối với cả một cái người mà không biết gì về y học, đọc cuốn sách này thì mình cũng có thể hiểu được. Mình nghĩ đấy là một trong những cái công sức mà bạn Bảo Anh, bạn ấy đã bỏ ra để bạn ấy truyền tải kiến thức đến với cả mọi người. Mình nghĩ là rất là đáng trân trọng. Khi mình đọc mình thấy cái nội dung của nó rất là dễ hiểu, các kiến thức của nó không hề khó nhằn. Hơn cả là những cái người mà không cần biết cái gì về chuyên môn cũng có thể đọc được. Bảo Anh đã dùng những cái văn phong ngôn ngữ, rồi văn hóa của Á Đông, văn hóa Việt Nam để giống như là nhân hóa cho các tế bào. Ví dụ như tế bào chúng ta trong thân thể này cũng là cộng đồng, là anh em. Và khi chúng ta nghe đến từ anh em chẳng hạn, nó sẽ dễ hiểu hơn là từ đối tác thân thiết nếu trong các cái cuốn sách của phương Tây viết về hệ miễn dịch. Đấy là lý do khi mình đọc hệ miễn dịch mình mới bảo là ồ, cuốn sách này thật sự là rất tuyệt vời và mình phải nói mình rất ngưỡng mộ Cao Bảo Anh. Từng là học sinh giỏi quốc tế môn sinh học, vào năm 2010, Cao Bảo Anh đã giành học bổng vào đại học ở Toronto, Canada. Suốt 4 năm, không phụ lòng giúp đỡ của mọi người, anh tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành khoa học, đồng thời nhận giải thưởng John Bracey dành cho sinh viên ưu tú của Đại học Toronto và huy chương bạc của toàn quyền Canada. Anh cũng được giáo sư sinh học của mình viết thư giới thiệu giúp giành học bổng quốc gia danh giá của mạng lưới tế bào gốc. Mình rất là hứng thú với một cái khái niệm là tại sao những cái tế bào của cơ thể có thể giúp cơ thể chống chọi lại được rất là nhiều mối nguy từ bên ngoài vào hay thậm chí là từ ở bên trong ra, giống như là mối nguy là ung thư chẳng hạn. Và điều thứ hai, mình rất là may mắn là mình đã ở trong những môi trường cho phép mình có thể theo đuổi được bộ môn miễn dịch học. Có những thầy cô ở trường Đại học Toronto, đặc biệt là cô Babin Trainer, đã cho mình được cơ hội bước vào trong lab phòng thí nghiệm miễn dịch học, có thể được làm tình nguyện viên, được làm nghiên cứu, học thạc sĩ. Và sau đó thì mình được cơ hội đến học ở Harvard. Trong những năm tháng học tập ở nước ngoài, Bảo Anh từng sống ở trung tâm dành cho người vô gia cư để có tiền tham gia các khóa học mùa hè, tình nguyện viên ở các bệnh viện để giúp đỡ các bệnh nhân mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Với Bảo Anh, đó là những trải nghiệm quý giá để đúc rút được nhiều kinh nghiệm sống, học tập với tinh thần lạc quan, khiêm tốn và theo đuổi giấc mơ trở thành tiến sĩ chuyên ngành miễn dịch học.